Mới đây, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao và lan truyền đoạn clip ghi âm một đoạn hội thoại được cho là của KICM trò chuyện với fan. Với khoảng 16 giây trong đoạn clip, nam producer khẳng định mình đang là giám đốc của công ty ICM, nhưng cũng cho biết mẹ nuôi là người lo hết tất cả. Dù vậy, KICM không quên nhấn mạnh mình là người có quyền quyết định tất cả mọi việc của công ty và hy vọng các fan không can thiệp quá sâu vào chuyện công ty mình. Cụ thể, trong đoạn clip, KICM chia sẻ như sau. Tại bây giờ anh đang là giám đốc của công ty ICM, mẹ anh lo cho anh hết, nhưng anh có quyền quyết định tất cả mọi thứ trong công ty này. Mọi người hiểu như vậy, và công ty này chính là công ty của anh, cho nên là mọi người đừng quá can thiệp quá sâu vào những cái nội dung trong công ty của anh. Điều này từng được KICM chia sẻ trong buổi fan meeting của anh và Jack vào tháng 11 năm 2019. Tại thời điểm đó, KICM cho biết dù chỉ mới 20 tuổi nhưng anh đã là giám đốc của một công ty nên anh đang cố gắng từng ngày để cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Nếu như những điều này là sự thật thì với việc sinh năm 1999, anh chàng chỉ mới đang ở độ tuổi 20 nhưng đã là giám đốc của một công ty cũng như khối tài sản lớn thì quả thật là không phải dạng vừa. Các fan cũng hy vọng sau khi đi du học trở về, KICM sẽ trở thành một producer tài năng hơn nữa trong thời gian tới.